Anh quay. Bạn quay chưa? Được. Em đóng máy lại đi. Nó hút rồi xong nó xả luôn ở dưới, hút ở bên này, hút ở đây, xả đến đây luôn, hút coi là xả nước, vâng, hút nước cộng coi, hút nước cộng coi, xả nước, okay. Anh nhìn thấy cái đồ hồ đấy nhá, cái nào nó gần đến màu đỏ thì nó đầy ấy, cái màu đồ hồ nó đỏ thì là cái này nó đầy, là cái này nó đầy đúng không? Này, đồ hồ này báo đỏ hay là nó về đường này? Nó đang chạy tức là càng đầy đồng hồ nó sẽ quay đây. Càng tay ở đây, nó áp suất nó bị không ấy được ở trong này. Nó kín ở trong này. Con em vừa đi xe Indoma vào đây phải không? Vâng ạ. Kín này luôn. Đầu ra lại đầu vào luôn đấy à? Vâng. Online luôn ạ. Đấy anh thấy không? Thôi. Đây là nhiều nhá. Nó chỉ có hai cái lỗ bên này, tức là nó không cắm được vào sâu bên trong ấy. Tôi đang xanh đổ ra cái này. Đây là máy hút xoài này. Xoài. Cái nó chảy. Không, nó mới đưa mưa. Không, hút con nhấc ra đấy. Tôi đang nhấc ra này. Rồi, cứ nhấc ra đi. Nó chảy. Tôi đang nhấc ra đường. Tức là nó có nước đúng không?